là 10 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. Dạ, cho nên rồi. Đây là những cái cơn mà thực ra chưa đẻ được đâu. Ta nói biển học là mênh mông, kiến thức là vô tận. Anh nghĩ là anh biết hết rồi hả? Đâu có đâu. 10 ngày nữa thì 10 ngày nữa chứ. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Xin lỗi các anh chồng à. Tới giờ đẻ là phải đẻ, đẻ. Chờ đợi gì được hết trơn trời. Rồi nhưng sao? Mà em thì cũng có đọc sách báo hỏi bạn bè thì là đau nhiều, gò nhiều lên thì nó mới đi đẻ. Em cũng nghe lời, em nằm xuống, em ngủ, nhưng mà đâu có ngủ được đâu. Nó đau quá, đau liên tục luôn á chị. Em nói không được rồi, cái này là phải đi liền, nó sắp ra rồi. Đi vô thì khoảng 20 phút sau là em sinh. Em sinh rất là nhanh luôn. Em may mắn là em sinh con rất là nhanh. Như vậy thì lúc mà anh kêu thôi ngủ tiếp đi, 10 ngày nữa mới sinh mà, thì nhưng mà mình vẫn cương quyết là anh không có được, phải đi. Thì ổng thức dậy, ổng có... Dạ, ổng bất ngờ không chị? Không có càm ràm. Dạ không ạ. Lần đầu tiên mà... em nói là được chính kiến của em. Dạ, anh ơi, đúng. Dậy đi đẻ, em tới đẻ rồi. Anh đừng có theo cái kiến thức của anh nữa. Dạ thì anh nghe là anh biết em là cái cơ thể của em như thế nào thì em rõ. Thì em kêu đi đẻ, ảnh quýnh quán lắm chị. Ảnh còn hỏi là bây giờ đi xe máy hay là đi ô tô hay là gọi taxi. Rồi tôi đi... vừa lòng dễ sợ thưa quý vị. Cũng đã phải đến một cái giai đoạn mà người đàn ông đó phải hiểu thế nào là sự bất ngờ, thế nào là sự lúng túng, thế dạ, nào là rồi. Cái việc mà mình không thể xếp đặt cái gì được nữa hết. Trời ơi, công nhận. Dạ, đến nỗi mà anh hỏi em là mang giày nào, giày hay dép. Quýnh quán là anh không biết làm sao hết, đưa vợ đi đẻ. Và vô trong đó thì mình sinh cũng rất là nhanh. Dạ, đúng. Vậy là mình sinh thường hay là mình sinh em một? Sinh thường. Và cái chuyện mà sinh thường ảnh cũng quyết định luôn nha chị. Vì sao? Vì ảnh tin là em làm được điều đó, hay là ảnh cho rằng là sinh thường, cứ sinh thường là sẽ tốt cho con, hay là như thế nào mà ảnh vừa tin là em làm được chuyện đó, và ảnh vừa có kiến thức là sinh thường sẽ tốt cho cả mẹ và bé. Sanh bé thứ hai thì như thế nào? Có một cái gì đó nó khác hơn không? Dạ, nó cũng y như vậy á chị. Trời, bạn này cũng nhẹ nhàng, cũng dạ, gọn cũng nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng như dạ, vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có sinh trước 10 ngày nữa không? Dạ có. Cũng sinh trước 10 ngày. Dạ. Đoạn này đập đập vậy có còn kêu thôi ráng đi ngày mai nữa hay đi đẻ dạ, không? Em chào chương trình chat với mẹ bỉm sữa. Em chào chị Tô Nha, em chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Lệ Trinh, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang có hai bé, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 9 tháng. Cái lần đầu tiên khi mà bạn biết mình mang thai nó là như thế nào? Hôm đó là em có cảm thấy trong người bất thường, khó ngủ rồi bồn chồn. Nhưng mà em chỉ là nghi ngờ thôi. Thế là em mua que về em thử. Cái chuyện mà em nghi á, mà nó mít được với cái mà em đang đợi. Mong á, trời là cái nỗi nghi đó nó lớn lắm. Nó lớn đúng không? Dạ. Nhưng mà em thử que trước 3 ngày luôn đó chị. Ủa là sao em? Thử que trước 3 ngày. Em chưa hề đến cái kỳ kinh kế dạ, tiếp. Dạ đúng rồi. Là em đã đi thử rồi. Dạ, và thử hai quạch đó chị. Khoan, lần này có nghi que có vấn đề nữa không? Dạ không chị. Đó, lâu lâu tôi cũng phải tìm được một cái người tiêu dùng mà có niềm tin vào sản phẩm như vậy. Mà cái mà em không nghĩ là chồng em nói em là nói xạo. Ủa là sao? Là anh... chồng lại có một cái phản ứng rất là ngược. Dạ. Là làm gì có à. Dạ đúng rồi, làm gì có, không có đâu. Ủa tại sao anh nghĩ là không có đâu? Em không biết tại sao nữa. Nhưng mà cứ cười cười xong rồi nói là chắc nói xạo. Xong rồi cứ hỏi đi hỏi là thiệt không? Không phải đâu, không phải là người ta không tin. Nhưng mà rồi. Vì người ta vui quá. Bất ngờ quá đúng đó rồi. Chị ngờ, người ta không dám tin đó là sự thật. Chính xác, tại vì sao với một cái người không tin á, là người ta sẽ né tránh luôn. Kiểu đúng cái rồi. Không có đâu, và người ta đi mất tiêu. Người ta đi đến một nơi nào đó. Còn ở đây là thiệt ra là như một kiểu chống chế. Chứ không có đâu, giống như là tự trấn an bản thân mình á, để nếu mà em bé chưa có tới thì kiểu như là mình cũng đừng bị hụt hẫng á. Dạ. Nhưng mà vẫn không kềm được nỗi sung sướng, cho nên cứ đi theo thì không, rồi thì không, rồi vậy hả, đó cứ vậy đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Đến khi là em nói là thật, em nói thiệt thì anh mới tin. Có đi kiểm tra lại cho nó chắc chắn không? Dạ em có đi khám, ảnh chở em đi chị. Tới lúc đó người ta mới tin. Người ta mới tin. Đúng rồi, bác sĩ nói thì mới tin đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó cái câu chuyện mà ảnh hỗ trợ em trong cái quá trình mang thai nó như thế nào? Dạ, ảnh thì ảnh lớn tuổi hơn em cho nên là ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm. Từ việc chọn thuốc bổ thai cho đến là cái việc ăn uống như thế nào, ảnh rất là kỹ. Nhưng mà cái sự kỹ lưỡng của ảnh á, lúc đó em tận hưởng theo kiểu là rất là dễ chịu, rất là thư thái và rất là gọi là cảm thấy rất là hài lòng. Hay cái sự kỹ lưỡng của ảnh nó đến cái mức mà em cảm thấy trời sao mình bị ngợp luôn vậy, mình cảm thấy là mình bị căng thẳng theo cái sự chăm sóc này. Cảm giác dạ, của em lúc đó thế nào? Cảm xúc của em là nó hơi khó chịu đó chị, tại vì ăn không có được ăn thoải mái, ảnh sợ là bụng to sẽ bị rạn. Tức là phải ăn theo cái thực đơn của ảnh đưa ra. Dạ đúng rồi. Không được ăn cơm nhiều.
ăn đồ ăn nhiều thôi. Có nghĩa là mình biết rằng là sự chăm sóc này dành cho mình là tốt. Dạ đúng nhưng rồi. Mà cam tâm thì mình cũng không có cam tâm. Dạ. Mình cảm thấy là cũng trong thời gian bầu bí thì mình thèm rất là đúng nhiều thứ. Thèm bất nhân lắm chị. Không có những cái cơn thèm ngang ngược, chị hiểu. Và cái giờ thèm cũng rất là ngang ngược. Vậy thì có bao giờ em bộc bạch với ảnh là trời ơi, em biết cái này là nó tốt, ăn nó ổn, nhưng mà em đang thèm một cái món khác và em muốn ăn một cái kiểu khác. Có không? Có cái dạ. cơ hội nào được trình bày điều đó không? Dạ, em cũng có nói, nhưng mà anh giải thích là ăn nhiều quá thì vô mẹ chứ không có vô con, sẽ bị rạn bụng, bị béo. Tự nhưng mà không mẹ có không tốt. Vui thì con đâu có vui. Anh cũng mà em thấy anh cũng cởi trói cho người ta sơ sơ đi chứ trời. Quá, chị, cho nên bạn này là hợp tác chị. Luôn. Bạn này hợp tác, vấn đề là bạn này rất là hợp tác, rất là nghe lời. Mà không biết bên trong bụng có nghe lời hay không thì không biết, nhưng mà cái thái độ là rất là nghe lời. Tại vì bên trong bụng mà nghe lời là bữa nay em có ngồi đây kể kiểu này là quên luôn rồi. Nhưng mà nói chung là sau khi tường trình với ảnh rồi thì mình cũng không có thay đổi được cục diện gì hết trơn trời. Dạ không thay đổi được cục diện. Nhưng mà trong cái quá trình mà em mang bầu như vậy, với cái sự chăm sóc của ảnh, đôi khi nó là phù hợp với em, nhưng đôi khi nó lại hơi đi lệch hướng so với lại những cái sở thích của em. Thì có xảy ra mâu thuẫn không? Dạ không chị. Có nghĩa là em thuận lòng luôn vậy hả? Thuận lòng luôn. Nhưng mà có những cái cơn nào em cảm thấy mình cũng hơi ức chế chút chút không? Dạ cũng có. Rồi lúc đó em làm gì? Xử lý nó bằng cách nào? Cao có ra mặt luôn. Nhưng mà rồi thôi chứ không có thay đổi được gì hết. Tức là hoàn toàn là phải nghe theo lời của ảnh. Dạ. Và nó không có một chút gì gọi là của cá nhân em hết. Cá nhân thì cũng có, nhưng mà ảnh phải nói là đúng thì mới được. Tốt thì đương nhiên là coi như mình tin vào sự trưởng thành của ảnh đi rồi, tốt chắc chắn rồi. Nhưng mà có bao giờ ảnh quan tâm đến cái tiếp nhận của em, tức là em có thích cái này không? Dạ em không thích thì ảnh sẽ coi cái mức độ không thích đó nó có tốt hay không? Nó có quá lớn hay không? Nếu mà nó không tốt, ít thì anh sẽ cho em làm. Chị nhận ra một chuyện thôi, có nghĩa là bạn ấy bị yếu thế, bị yếu lý. Thực ra nếu như mà nói rằng là ảnh có làm sai không thì em sẽ tự trả lời em thấy là ảnh không có làm sai, ảnh làm đúng. Và ảnh chủ động lựa chọn những cái nó tốt cho em. Nhưng mà dạ, thực ra thì vẫn có những cái thứ mà nó tốt nhưng nó không phải là cái em thích. Có điều là tại vì ảnh đã chọn đúng rồi, tại vì ảnh cũng có lớn hơn. Tự bộc ra một cái câu ban nãy mà ảnh lớn hơn em, chính cái vị thế đó nó cũng tạo ra một cái gọi là một cái ám thị nhất định để em dọn dẹp bản thân luôn. Coi như cái này là mình thích, nhưng mà nếu như nó nhận một cái sự phản ứng không có đồng thuận từ chồng thì thôi coi như mình kệ nó đi, tức là bạn đã tự dọn dẹp chính mình. Mà nó khó lắm nha chị. Em không có ngán đúng không? Dạ em không có ngán. Đúng. Phải đó, thấy chưa đi. Em không ngán cho ngán. Nên là em mới có thể làm được những cái điều mà bản thân em không thích. Nhưng em vẫn phải làm theo cái sở thích và cái kiến thức của người khác. Chứ còn gặp những bạn mà ngán thì chị xin lỗi. Bây giờ mà có không cho em ăn em cũng lén em đi ăn hả? Cái người phụ nữ mà cái khi mà đã tới cái cơn của họ rồi, lúc mà họ có bầu á, là không có cái gì mà cản được hết. Và thật sự ra nó vẫn nằm ở trong cái gọi là phạm vi cho phép của bác sĩ. Tại vì ngày xưa khi mà chị có bầu á, bác sĩ vẫn nói là con thích gì con cứ ăn, con thèm gì con cứ ăn, chứ con đừng có mà cứng nhắc quá. Thì nhiều khi á, em bé trong bụng nó cũng khó chịu lắm. Tại vì mình phải thoải mái, cơ bản là bà bầu là phải thoải mái thì em bé nó mới vui vẻ và nó phát triển mới tốt. Đó cho nên rõ ràng là bạn này không ngán. Đúng nên rồi. Đó em nói em cứng là cứng từ hồi nãy, nó cứng cứng cái chỗ đó đó. Nó có nhiều cái gọi là có nhiều yếu tố cùng một lúc xuất hiện. Bạn này không ngán nè, ông xã bạn này đã chủ động chọn những cái đúng nè. Rồi trong cái mối quan hệ giữa hai người, ngoài cái câu chuyện đúng, đồng thuận. Rồi thêm một cái nữa đó là cái giống như cái khoảng cách lứa tuổi nó làm cho bạn này trở nên yếu thế. Nếu như bạn này đấu tranh cho nên tất cả mọi chuyện thì thôi cứ xuôi theo dòng nước mà mình chảy thôi. Rồi thôi chúng ta chuyển tới cái giai đoạn đi sanh đi nè. Lúc đó em có một cái sở thích là em đi big club đó chị. Trước khi sinh một tuần là em còn rủ bạn em đi big club chơi nữa. Vậy trong quá trình mang thai có đi không? Dạ có. Rồi có bị cản không? Không chị. Ông chồng cũng vui ha. Ông chồng cũng thích nhạc sập sình. Mẹ em ngồi ở ngoài trời chứ không có vô trong, cũng sợ ảnh hưởng đến con. Bạn em say xỉn còn chở bạn em về nhà bình thường. Nói chung là trong cái thời gian mang thai em rất là khỏe. Vậy là bạn này là quá may mắn. Đi sanh thì là em sanh cực kỳ nhanh luôn chị. 11 giờ em đau bụng thì 1 giờ sáng em sanh được. Cái lúc mà em thông báo với chồng em là em đau bụng thì ảnh ngủ trước em rồi. Tại vì mẹ bầu là đâu có ngủ được, gần sanh là mình không có ngủ được. Ảnh còn kêu em thôi ngủ đi, sáng mai rồi hãy đi. Tại vì còn 10 ngày nữa mới tới ngày sinh. Ngày mai còn chưa đẻ nữa đâu em. Có nghĩa là cái việc ngủ của anh không phải là cái biểu hiện vô tâm như một số anh chồng trước đây mà mình đã được nghe tả, mà là
có kiến thức. Đúng, anh ngủ vì anh có kiến thức. Anh ngủ vì anh có kiến thức. Là 10 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. Dạ, cho nên rồi. Đây là những cái cơn mà thực ra chưa đẻ được đâu. Ta nói biển học là mênh mông, kiến thức là vô tận. Anh nghĩ là anh biết hết rồi hả? Đâu có đâu. 10 ngày nữa thì 10 ngày nữa chứ. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Đẻ thì cũng đẻ thôi à. Xin lỗi các anh chồng à. Tới giờ đẻ là phải đẻ. Đẻ chờ đợi gì được hết trơn trời. Rồi nhưng sao? Mà em thì cũng có đọc sách báo hỏi bạn bè thì là đau nhiều, gò nhiều lên thì nó mới đi đẻ. Em cũng nghe lời, em nằm xuống, em ngủ nhưng mà đâu có ngủ được đâu. Nó đau quá, đau liên tục luôn á chị. Em nói không được rồi, cái này là phải đi liền, nó sắp ra rồi. Đi vô thì khoảng 20 phút sau là em sinh. Em sinh rất là nhanh luôn. Em may mắn là em sinh con rất là nhanh. Như vậy thì lúc mà anh kêu thôi ngủ tiếp đi, 10 ngày nữa mới sinh mà, thì nhưng mà mình vẫn cương quyết là anh không có được, phải đi. Thì ổng thức dậy, ổng có... Dạ, ổng bất ngờ lắm chị. Không có càm ràm. Dạ không ạ. Lần đầu tiên mà... em nói là được chính kiến của em. Dạ, anh ơi, đúng. Dậy đi, đẻ, em tới đẻ rồi. Anh đừng có theo cái kiến thức của anh nữa. Dạ, thì anh nghe là anh biết em là cái cơ thể của em như thế nào thì em rõ. Thì em kêu đi đẻ, ảnh quýnh quán lắm chị. Ảnh còn hỏi là bây giờ đi xe máy hay là đi ô tô hay là gọi taxi. Rồi đi... vừa lòng dễ sợ thưa quý vị. Cũng đã phải đến một cái giai đoạn mà người đàn ông đó phải hiểu thế nào là sự bất ngờ, thế nào là sự lúng túng, thế dạ, nào là rồi. Cái việc mà mình không thể xếp đặt cái gì được nữa hết. Trời ơi, công nhận. Dạ, đến nỗi mà anh hỏi em là mang giày nào, giày hay dép. Quýnh quán là anh không biết làm sao hết, đưa vợ đi đẻ. Và vô trong đó thì mình sinh cũng rất là nhanh. Dạ đúng. Vậy rồi. Là mình sinh thường hay là mình sinh em một? Sinh thường. Và cái chuyện mà sinh thường ảnh cũng quyết định luôn nha chị. Vì sao? Vì ảnh tin là em làm được điều đó, hay là ảnh cho rằng là sinh thường, cứ sinh thường là sẽ tốt cho con, hay là như thế nào mà ảnh quyết định? Ảnh vừa tin là em làm được chuyện đó, và ảnh vừa có kiến thức là sinh thường sẽ tốt cho cả mẹ và bé. Sanh bé thứ hai thì như thế nào? Có một cái gì đó nó khác hơn không? Dạ, nó cũng y như vậy á chị. Trời, bà này cũng nhẹ nhàng, cũng dạ, gọn cũng nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng như dạ, vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có sinh trước 10 ngày nữa không? Dạ có. Cũng sinh trước 10 ngày. Dạ. Đoạn này đập đập vậy có còn kêu thôi ráng đi ngày mai nữa hay đi đẻ dạ, không? Dạ không chị, anh kêu có em là đó chứ. Anh kêu em là thôi đi vô bệnh viện luôn. Nhưng mà lần này thì em không đi chị, em nằm nhà em đợi. Tại sao? Tại vì nó không có gò nhiều, nó không có liên tục, nó không có dữ dội, cho nên là em ở nhà em đợi. Cái mình nghĩ là nó chưa. Dạ, à. Nó chưa mạnh là nó chưa thiệt chị. À, em đợi tới bao lâu? Dạ 9 giờ tối em đau bụng thì em nằm đến sáng, em không có ngủ được. Tại lâu lâu nó đau lên một cái là em không có ngủ được. Sáng em còn cho con em ăn. 9 giờ em mới ra khỏi nhà. Chỉ coi là có ý định đi khám thôi chứ chưa có ý định là đi sanh nữa. Xong rồi bác sĩ khám và bắt nhập viện luôn. Cái câu chuyện sau khi mà xuất viện á, nó mới là một cái câu chuyện dài. Một mình em phải chăm con, hai đứa. Nó cũng khá là vất vả và tủi thân. Những cái việc mà chăm con thì tự mình phải làm hết. Tại vì chồng em thì đi làm suốt ngày, không có thời gian để mà phụ vợ chăm con. Thì tất tần tật dọn nhà hay là chăm con, các thứ đều em tự phải một mình làm hết. Cho nên là em cảm thấy là cô đơn với lại tủi thân lắm. Có những cái cơn trầm cảm á, mà nguyên nhân nó mơ hồ. Nó mơ hồ là tại vì nào không phải làm gì hết trơn, chỉ có nằm với con thôi mà vẫn cảm thấy căng thẳng. Dạ. Nhưng sẽ có những cái căng thẳng mà thực ra nó không hề mơ hồ, và nó càng làm cho con người ta cảm thấy mệt. Bởi vì một ngày 24 giờ tôi không ngơi tay ra được. Rồi bên cạnh đó là bắt đầu mình nhớ cái khoảng thời gian mà mình được tung tăng. Đã vậy cô này còn đi bi club nữa. Thì nó làm cho mình cảm thấy là mình bị đánh mất tự do. Vì một cái ràng buộc mà cái tình mẹ con nó vẫn chưa kịp lớn. Dạ. Quá lớn. Đó, để mình có thể cảm thấy là nó xứng đáng cho cái câu chuyện là mình ở nhà. Thì điều này có thể nó tạo ra một cái đó, nước mắt thì chắc nhiều chứ cũng không phải là một vài giọt đâu. Dạ. Chuyện việc nhà thì em làm được, nhưng mà chăm con thì chị biết rồi, bệnh hoạn người thức đêm cho con bú. Lúc đó ai thức đêm nhiều hơn, em hay ông xã? Dạ em. Rồi ông xã thì đi một ngày về, rồi khi ảnh về thì ảnh có hỗ trợ mình trong cái việc chăm bé không? Chỉ chơi với con thôi chị, chứ ảnh không có quen chăm em bé. Là ảnh không làm, hay là ảnh làm không được, hay là ảnh không muốn làm? Anh không biết làm á chị. Anh không biết làm thì mình training lại em. Mình hướng dẫn, mình đào tạo. Em cũng biết nhưng mà em không có làm. Tại vì em nghĩ là chồng em đi làm cả ngày mệt rồi. Cho nên là em có nhờ anh làm. Đó là do em mong muốn vậy thôi đúng không? Dạ, đúng. Tại vì rồi. Nhân cái chuyện này thì nó có một cái ý đó là sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ nói là chồng tôi không có biết làm. Thì thực ra cái việc mà mấy anh không biết làm cũng không phải tội nợ gì của mấy anh. Do là lao động nó là một loại kỹ năng mà phải học thì mình mới làm được. Ví dụ quét nhà không phải ai tự nhiên lớn lên cái biết quét nhà. Rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp, thay tã cho con, tất cả đều phải được học thì mình mới có thể làm được. Thế thì trong trường hợp mà những anh chồng mà không có biết làm đó, thì các chị vợ hãy nhìn cái thiện chí của ảnh rồi nhớ
đào tạo lại. Thật ra hãy đào tạo, chứ cũng không thể mình cũng không thể làm theo cái nư là tại sao anh không phụ gì em hết. Thực ra đôi khi có rất nhiều anh là muốn phụ chứ không phải là không, nhưng mà làm không có được, không có biết cách tụt cột cái tả luôn thì làm sao mà làm. Cho nên là đây cũng là một cái điều mà mình cũng nên lưu ý đó. Em lên tới cái đỉnh điểm là em bị tắc sữa á chị. Ba ngày mà em hoàn toàn là em không có biết mình bị tắc sữa, cứ nghĩ là không biết là có cái khối u nào không, em sợ bị ung thư, sốt luôn chị. Nhưng mà em nghĩ là em bị bệnh thôi, chứ em không nghĩ em biết là bị tắc sữa. Bữa đó là em chuẩn bị đi khám sẵn sàng hết rồi, em đi chợ thì em mới hỏi mấy cái bác mà ngoài chợ, bác có kinh nghiệm, cái bác mới nói là bị tắc sữa đó con, bác chỉ cho cái phương pháp là chườm đá với lại là lấy lược vuốt chín cái xuôi vậy nè chị. Thì thôi bác, cái mẹo nhưng mà nó hết thiệt chị. Trong suốt cái quá trình mà em chăm con á, cái điều gì ở ông xã làm cho em thất vọng nhiều nhất? Ảnh không có tâm lý là chăm con vất vả, mà ảnh cũng đi làm rồi bình thường lắm chị. Anh sẽ thể hiện một cái kiểu làm thì có con thì đẻ thì chăm con thôi mà, có gì đâu phải nhăn. Có gì đâu phải nhăn. Điều này cũng dễ hiểu với một cái khoảng cách độ tuổi lớn là một ha. Cái thứ hai thì nó cũng hay diễn ra ở nam giới. Thực ra chỗ này cũng không, tôi có cảm giác tôi cứ tẩy trắng cho nam giới không ta. Nhưng mà thực ra chỗ này thì cũng có một cái cũng hơi vô tội chút, là vì các anh không có trải nghiệm. Thực ra chúng ta là người mang nặng đẻ đau, chúng ta sinh đứa trẻ ra, chúng ta cho con bú, chúng ta chăm con từng ly từng tí, chúng ta sẽ hiểu được cái mức độ vất vả nó như thế nào và nó ra làm sao. Nhưng mà thực ra nam giới thì họ lại, đây là một dạng thiệt thòi của họ đó. Họ không có thao tác trực tiếp, họ chỉ có hiểu một cách mơ hồ là chăm con nhỏ tức là rất bận hết. Nhưng bận kiểu gì họ không phải là người trải nghiệm, cho nên nó sẽ tạo ra sự vô tâm. Sự vô tâm đó nó có khi người ta có thêm một cái suy nghĩ thứ hai, ủa thì trên đời này ai cũng chăm con mà, phụ nữ ai cũng đẻ con mà, ủa thì phụ nữ nào đẻ con ra thì cũng nuôi con mà. Và tự nhiên họ cho rằng đó là một điều bình thường. Và những cái vất vả của phụ nữ lúc này có thể nó sẽ nhận lại cái sự thờ ơ của nam giới. Vì nam giới cho rằng là đó là cái chuyện giống như cơm ăn nước uống hàng ngày, đẻ con ra thì phải chăm hết và chạnh lòng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi cảm giác đây là một cô gái mà cô đã mặc định ở trong đầu rằng là chồng cái gì cũng chồng đúng, lớn tuổi hơn, cho nên là những cái gì chồng nói là đều đúng hết. Đúng rồi. Và cổ không có một cái sự không dám phản kháng. Em có nghĩ đó là được một điều may mắn không? Em có nghĩ rằng là chính cái phản ứng này của Trinh là một điều may mắn cho Trinh không? Với một người cá tính như em thì thì không cho... đâu em. Đúng. Trời long đất lở sớm lắm. Đúng rồi chị. Tại vì hồi nãy ở trong hậu trường thì Trinh có hỏi một câu rằng là bây giờ làm sao để chồng phụ mình những cái công việc mà mình phải làm mỗi ngày. Đối với Trinh á, là Trinh không có phải là một người có thể nói ra được cái tiếng nói của mình. Chị không biết là do em vì quá thương, quá tôn trọng mà em không nói những cái thầm kín ở bên trong em, hay là em bị quá sợ. Lan và cả chị Tô Nha có chia sẻ rằng là em muốn cái gì là em phải nói. Muốn chồng giúp mình cái đó là phải nói chồng mình giúp cái đó. Muốn chồng mình giúp cái B là phải nói, chứ không thể nào mà để cho người ta tự hiểu là mình muốn cái gì. Em thấy chồng em làm việc vất vả, công việc của anh rất là nhiều, cho nên là em không có muốn làm rối thêm. Nếu mà em đã xác định được cái công việc chồng của mình quá vất vả, cho nên là em không có muốn ảnh phải lo lắng thêm những cái việc của gia đình, thì thôi em bỏ luôn cái suy nghĩ rằng là muốn ảnh phải phụ giúp mình. Về phần ý thức của em hiểu rằng là chồng mình rất là vất vả. Và thực ra các anh cũng nên có được cái sự thông cảm như thế này từ các cái cô vợ. Nhưng cái phần tiềm thức của em á, vẫn là một cái phần rất là yếu thế. Bởi vì nếu như em không có phần tiềm thức đó, em đã không bật ra những cái tâm tư theo kiểu là chồng em cái gì cũng đúng. Em cũng không bị mặc định vô cái câu chuyện là khoảng cách độ tuổi giữa mình với chồng. Và đặc biệt một điều là em cũng sẽ không nuôi luôn một cái mong muốn rằng là làm sao để chồng phụ mình trong một vài việc của gia đình. Tất cả những điều đó nó vẫn có trong em. Nhưng cái phần ý thức của em là cái phần luôn nhắc em một điều rằng là gì? Chồng mình rất là vất vả, mình chăm con và chồng mình đang buôn ba ở bên ngoài với rất nhiều việc. Thì thôi bây giờ coi như phần ai thì người đó làm cho tốt, và mình không muốn phiền lụy tới chồng. Đó là phần ý thức. Nhưng thẳm sâu bên trong em vẫn là một cái khát khao là mình phải có một cái tiếng nói lớn hơn tí. Mình phải làm sao mà mình tác động được chồng mình chút, và mình cũng phải có một cái gì đó để ở đó mình cảm thấy là mình cũng được thể hiện. Nhưng về căn bản thì mọi thứ trong cuộc sống của em diễn ra ngay từ lúc em mang thai cho đến bây giờ em chăm con nhỏ, nó đang rất ổn. Quan hệ giữa hai bên đang rất ổn. Chồng em có thể dù có lấn át thì cái lấn át của ảnh
cũng nằm trên một cái cơ sở là anh đang chọn những cái điều rất đúng. Đúng rồi. Yeah. Và tất cả những cái điều đó nó làm, nó tạo ra một cái cô Trinh mà. Được rồi, vậy là được rồi. Thôi thì tiềm thức nó có cái gì đi chăng nữa thì thôi cũng kệ nó đi. Thực ra cuối cùng cái gì là tốt nhất ở trên đời, phù hợp nhất là tốt nhất. Một cô vợ là nữ cường nhân hay một cô vợ liễu yếu đạo tơ là tốt. Cô nào mà hạp với mình á thì nó sẽ tốt. Vậy thôi. Vậy thì giờ anh chồng nào tốt? Anh chồng mà cái gì cũng nghe vợ và cho vợ quyết định tốt, hay một anh chồng là thôi để anh tính cho, việc của em là cứ ngồi yên đó làm theo những gì anh tính. Bây giờ anh nào tốt? Anh nào mà mình cảm thấy thích ảnh á, mà nó hợp với mình thì là tốt. Yeah. Chị, nhưng cái vấn đề ở đây em bị lo là không biết là có phải do em bị lo quá đáng hay không, tại vì đây là câu chuyện của Trinh. Ừ. Nhưng đứng ở cái góc nhìn của em thì em bị lo một điều rằng là cái sự mâu thuẫn ở bên trong của bạn này nè. Ừ. Tức là cái tiềm thức của bạn này vẫn mong muốn rằng là có cái sự hỗ trợ từ phía chồng, có cái sự quan tâm từ phía chồng một cái cách cụ thể hơn. Ừ. Thì nó vô tình là đến tại một cái sự thời tranh nội tâm, đúng rồi, không? Đến một thời điểm nào đó mà cái mâu thuẫn đó nó lớn và cái tiềm thức của bạn nó lớn hơn cái phần ý thức của bạn. Đúng rồi, vậy lớn hơn cái ý thức của bạn thì nó thì sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đúng rồi, và đó là lý do mà Trinh phải tự đối thoại nội tâm. Trinh sẽ muốn là mình sẽ là một cái người mà được nói và được dàn xếp, được tác động. Hay là Trinh cảm thấy là ok, mọi chuyện đang ổn thì nó sẽ có sự lớn lên của một trong hai phần. Nhưng mà chị tin rằng là nếu như không có vấn đề gì, bạn Trinh sẽ có thể thỏa hiệp với tất cả những gì đang diễn ra, vì nó còn liên quan đến hai con. Đúng rồi. Thôi kệ rồi, mình vui với một ông chồng như thế này, một ông ba như thế này, là một gia đình hạnh phúc. Vậy thì thôi, những cái gì mà nó thuộc về mong cầu của mình mà mình thấy nó khó quá, thực ra nó khó quá, làm không được vậy thôi, làm không được bỏ qua. Đúng rồi. Quan trọng là bản thân em muốn cái gì. Và dĩ nhiên mình không thể nào mà mình muốn một lúc hai ba cái được. Đúng rồi. Mình phải biết chấp nhận. Em cũng nhắn gửi đến chồng em là mẹ con em rất là cảm ơn anh đã bên cạnh và hỗ trợ mẹ con em, chia sẻ và đồng hành luôn luôn thương yêu. Mà có cái là không có dành nhiều thời gian ở nhà thôi, công việc nhiều quá. Người thứ hai mẹ muốn cảm ơn là gia đình của em, chị của em, lúc nào cũng ở bên cạnh chia sẻ với em mọi lúc mọi nơi. Cơ bản là tại anh bận kiếm tiền á. Nếu như mà mình đã có sẵn một cái ông chồng mà gọi là coi như là thân tùng thân bách vẫn chả như vậy để mình thì cứ ông chồng ở đó để mình tin tưởng như vậy. Tính ra thì chương trình ngày hôm nay cũng có rất là nhiều cái bài học. Đúng rồi. Cho chính bản thân em nè. Rất là cảm ơn bạn, một cái câu chuyện rất là dễ thương đem đến cho chương trình.